thơm và ngậy. Lẩu dê khô bắt buộc là phải có một ít về đầu, một ít về tai, một ít về thịt, một ít về chân. Thì trong này có nhiều cái vị giúp cho nam giới khỏe hơn. Để làm nên cái hương vị đặc trưng của gia vị lẩu dê khô, em có nước chấm thật đánh, em có dùng hương liệu là bao gồm là hạt liêm, rượu thuốc bắc ạ, bột thịt gà và đây là dầu hào ạ, và mật ong ạ. Và đặc trưng nữa nha em là có sử dụng là đây là trao, anh cảm giác nó hơi có mùi nhưng mà khi mà nấu lên thì hương vị nó rất là ngon và đang đặc trưng của món ăn nhà em. Các hương liệu đi kèm hành, vừng, lạc xay, tỏi, ớt và cần tây, và không thể thiếu đó là gia vị thuốc bắc, bao gồm các loại hương liệu thuốc bắc tổng hợp em đã chế biến ra. Vâng. Em thì cái rượu thuốc bắc này là mình tự ngâm hay là rượu thuốc bắc mình dạ, rượu thuốc bắc này của nhà em là tự ngâm. Tự ngâm rất là lâu rồi nên là cái hương vị thuốc bắc này. Những cái hương liệu này mình sẽ pha chế chỗ này là bao nhiêu lít nước em? Dạ em pha chế chỗ này là 2 lít nước hầm xương. Mà nước dùng em dùng đặc biệt là phải hầm xương trong vòng 24 giờ. Thú thật với em là ngửi cái mùi này mới đầu anh ngửi nó hơi khó chịu một chút. Dạ. Còn thế nhưng mà cái này nấu lên thì cái hương vị của nó rất là đặc trưng. Nó làm nên cái thương hiệu và bí quyết là cái nước chấm nhà em. Đấy là dầu hào ấy. Dạ, dầu hào. Cái này mình pha chế như này xong thì là mình có thể sử dụng được luôn chưa? Dạ chưa, cái này bây giờ em phải đun lên. Đun lên xong rồi em cho các gia giảm, các hương liệu này vào. Gia vị thuốc bắc. Và bây giờ em có thể mời anh đi theo em vào trong để em đun sôi lên. Cái này thì mình chưa cho vào luôn chưa, chưa, em đun nóng lên xong bắt đầu ra mới cho. À, rồi. Thơm quá em ạ. Đây là còn chưa đun. Vâng. Đây là em còn chưa đun, em đun lên thì em ở cái chỗ mình pha chế này là mình sử dụng trong tối ngày hôm nay hả em? Dạ không, cái này em chỉ chuẩn bị cho buổi chiều thôi. Còn một ngày thì em phải dùng đến khoảng 3 chậu như thế này. Ồ, 3 lần pha rồi 3 lần như thế này. Thế là mỗi ngày hết gần chục lít nước chấm. Vâng. Mà đấy là chỉ một loại thôi đúng không? Vâng, một loại. Đây là cái này nước chấm này nhà em chuyên để chấm lẩu dê khô thôi. Đặc trưng của lẩu dê khô không được chấm loại gì khác. Dê quay nhà em chấm nước chấm khác. À, thế là cái này là mình chỉ sử dụng cho mỗi một loại là chấm lẩu dê khô thôi. Đặc trưng của lẩu dê khô thôi. Trong cái thời gian đun này thì anh phải khoáng đều tay, khoáng liên tục để cho cái gia vị của mình nó không bị lắng và không bị két bén ở dưới. Khi sôi lên thì mình chịu khó hớt cái bọt. À, vâng. Tầm này mình phải cho nhỏ lửa nhé. Vâng. Bên này thì anh ấy đang đun nước sốt cà chua này. Sốt cà chua. Vâng. Có mỡ. Vâng. Đúng rồi, cái này mà có một chút tóc mỡ vào ăn chấm với rau cải mầm thì cực phê các bạn ạ. Nó đã tạo đồ sánh lại rồi. Và như thế này xong rồi ra em cho đồ mạ nghe vào lên là được. Thế là mình cho vào lúc nóng hay là mình để nguội? Nóng ạ, nóng ạ. À. Nóng thì nó mới chín được cái hành với cái nguyên liệu kia. Của mình như thế này là được của anh. Đây, xong em giới thiệu với anh bây giờ là đến công đoạn hoàn thiện, mình sẽ cho những cái gia giảm này vào. Hành lá này, mùi tàu lá này, tỏi này, ớt này. Và đặc biệt là không thể thiếu là vừng và lạc xay. Thơm, hơi một chút cay cay của ớt nhỉ. Dạ. Đấy, bây giờ anh ngửi thấy cái mùi trao nha, nó nên rất là thơm và ngậy. Thơm quá các bạn. Đấy, như thế này xong rồi em để nguội xong là mình sẽ múc cho bát sử dụng là được rồi. Chỗ này anh đếm nó cũng phải tới tầm 100 bát nước chấm đấy em nhỉ? Vâng, có cả tương bần nữa. Tương bần để chấm cho các loại dê như dê trao còn rất nhiều nữa. Dê chỉ là một phần thôi.
Ở đây là bạn ấy đang nướng thịt. Bên kia là lợn quay. Bên này là dê quay này các bạn này. Mé này là tầm được 70%. Bên này là đa số là gần được anh. Lúc nào nó màu nó sập sầm tí là được. Thế à? Còn nó đang trắng là còn mớ. Nhưng đây là mình cũng chỉ là nướng trước như này thôi đúng không? Vâng. Chút nữa khách ăn mình lại nướng lại. Vâng. Lát nữa mình lại cắt theo viên. Cắt viên ra. Vâng. Vâng. Đây là mớ đang cuốn. Còn lát nữa phải cắt ra từng viên nhỏ. Cái này thì mình sẽ bán như nào đấy? Mía thế là 180.000. Ờ, 180.000. Vâng. Các bạn nhìn này, mỡ nó đang sùi 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 lên này. Ngoài ra nhà em vừa quay cá bê và chó nữa, chó quay nữa. À thế à? Cái nước này mình dùng để làm nước chấm nước này em? Vâng ạ. Mình làm nước chấm cho nó ngọt ạ. Trời ơi, hấp dẫn quá các bạn. Cái phần thịt cổ này ăn ngon đấy em nhỉ? Vâng. Anh nhìn miếng cổ da giòn. Đây là món dê gì đây em? Đây là dê nướng ạ. Nhìn hấp dẫn em nhỉ? Vâng. Cái này mình bắt buộc mình phải thái dày như này em. Vâng. Đặc sản dê quay. Cái này là mình cũng đã lọc xương ra rồi đúng không? Đúng rồi. Cái này thông thường mỗi một đĩa thì mình sẽ thái bao nhiêu gram ấy? Đĩa thái 2 lạng. 2 lạng. Cái nước trong này mình cũng sử dụng để làm nước chấm luôn đúng không? Vâng, thì em sẽ pha vào nước chấm nhỉ. Phần ba chỉ bụng này. Khách nào ăn cái này phải đặt trước chứ em nhỉ, chứ không phải lấy ra nó có. Vâng, cái này nó phần nó ít lắm. Bây giờ chỉ được mấy lạng ba chỉ bụng thôi. Thế là thêm cả một phần nhĩ chân nữa. Như một đĩa này thì mình sẽ bán bao tiền hả em? Dạ, bên hiện tại bên em là đang bán 215.000 một đĩa, một mét lợn ạ. 215.000 à? Vâng. Mét này là 215.000 đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Thơm quá nhỉ? Vâng. Cái khu này là cái khu mà anh em biết nó rơi vào khoảng 4 hecta. Trước đây là chuyên trồng về tùng, những cái tùng mà nhập khẩu từ Nhật Bản về. Giá trị có tới là khoảng vài trăm năm tuổi. À, và cái khu vực này có rất nhiều những cái cây tùng đẹp như thế. Vâng. Và mong muốn của chúng mình là làm sao mà khách đến đây
vừa ăn mà vừa có thể ngắm cái vườn tùng đấy, nên đặt tên là quán là vườn tùng. Vâng, anh có thể giới thiệu cho em một chút về cái dê nhà mình làm được không? Cái dê ấy thì có rất nhiều loại, nhưng mà loại đặc biệt của nhà mình làm là thường là thứ nhất là nguồn dê có thể nhập ở Hương Sơn hoặc là Ninh Bình. Nhưng cái dê nó ngon ấy, quan trọng nhất là cái chọn dê. Vâng. Dê nhà mình chọn ấy thì anh em biết là dê này khoảng 17 18 cân thôi. Vâng. Mà đặc biệt là chọn dê này là gọi là dê gái. Dê này là dê mà nó khoảng 14 15 tháng thôi. Vâng. Thì và nó chạy bộ thì cái dê đó thứ nhất nó không bị hoi. Vâng. Thứ hai cái thịt nó rất là thơm và thứ ba là mềm. Thì khi quay như thế thì mình sẽ là ngon nhất. Vâng. Lòng dê sáu lá đắng này bạn 68. Một nồi như này thì mình sẽ cân là bao nhiêu lạng em? Một nồi như này thường thường sẽ cân là 3 lạng. 3 lạng à? Cái lạng là cái này nhà em bán theo lạng, khách gọi 3 lạng cũng được, 4 lạng, 5 lạng. Thì theo khách gọi nhu cầu, họ đi mấy người, đi 2 người họ có thể gọi 2 lạng. Như nồi này thì là bao tiền? Như nồi này là 3 lạng. 3 lạng. Khách order 3 lạng, nhà em bán theo lạng. 4 sao nhiều tỏi anh ơi. 4 sao 88 anh ơi. Ba ba tí canh của là 91 nhá. Thế là mình mang ra nó vẫn mù mịt như này em? Cả anh Quân nhà ông Lực làm cơ khí. Quay đi, quay lại toàn lẩu dê khô bằng tường thì mình phải cho cái chân vào vì cái chân này rất là ngon. Riêng lẩu dê khô bằng tường nó phải có cái chân, 4 chân. Thứ hai là mình bắt đầu mình sẽ cho những cái món tiếp theo, món thịt và chân và cân lên. Thì trong này lẩu dê khô bắt buộc là phải có một ít về đầu, một ít về tai, một ít về thịt, một ít về chân. Nó như thế nó mới ngấm đủ toàn bộ cái việc. Và để làm nó nồi lẩu này thì thứ nhất là mình phải ninh 24 giờ. Đấy, thì thịt các loại mình phải lọc ra và ninh 24 giờ. Thứ hai là mình phải ninh với gia vị, có những cái gia vị đặc biệt của Trung Quốc. Ví dụ như là lá dâm dương, rồi là những cái gia vị đặc biệt. Vì ở bên bằng tường ấy là nó có những cái câu chuyện như bên mình là phải cử người sang bên đấy học 2 tháng. Cộng với việc là tất cả những gia vị là họ sẽ làm bằng tay và chuyển về. Thì cái lẩu dê khô này mình phải ngâm và thuốc bắc. Thì trong này có nhiều cái vị giúp cho nam giới thì khỏe hơn về tinh thần và máu lưu thông và ăn vào nó sảng khoái. Cái này mình bắt buộc là mình phải hầm trước như này ạ? Hầm trước bởi vì là cái thằng thuốc bắc này là mình phải hầm trước 24 tiếng thì mới ngấm các vị thuốc bắc mới ngon được. Còn nếu mình để nguyên ra thì nó không có thời gian để ngấm được. Đấy thì bắt buộc phải hầm trước 24 giờ. Thì cái thịt nó mới mềm, nó mới ngon. Sau đó mình dùng bia, đây là bia ly qua để mà nấu chứ không mình nấu bằng nước. Nên là tại sao đặt tên là lẩu dê khô là như thế. Vì là toàn bộ là không có nước gì hết. Ở dưới thì mình có là gì? Mình có củ sen, mình có là các loại củ khác. Và đặc biệt là ở đây là đủ hết, từ đầu dê, tai dê đến chân dê, 4 cái chân cộng với là thịt, và đặc biệt những cái thịt rất là ngon. Cái thằng này là một cái công thức xuất phát rất là sâu từ Trung Quốc và nó hầm ở các vị thuốc bắc. Và tất cả những anh em mình nói thẳng luôn, những cái người mà buôn hàng Trung Quốc ấy thì họ đều phải ra cái tỉnh này để họ ăn. Thì khi mà về Việt Nam ấy thì bên mình có cử 2 anh em rất là may mắn là được các sư phụ đấy nhận. Tất cả những gia vị mình làm ấy đều phải đặt bằng tay từ Trung Quốc họ làm bằng về. Cái này là mình xôi như này đã ăn được luôn chưa hay phải để mình ăn được rồi và mình có thể đảo lên trong bảng này đảo lên đến năm nay và cái này đã rất là mềm rồi. Nó ngấm gia vị, ngấm bia. Cái tai này ăn rất là giòn, gắp cho mình một miếng rất là tai, rất là giòn. Đây thì xin phép các bạn nhé, mình mời các bạn đầu tiên mình làm miếng tai trước này, chấm với cái nước chấm thần thánh mà lúc chiều mình có quay cho các bạn rồi đấy. Ăn tai rất là giòn luôn. Ở đây mặc dù là quán người ta đã ăn linh trước rồi nhưng mà nó không bị mềm, nó không nhũn. Trong này nó dậy lên hương thơm của thảo quả luôn. Cái món nước chấm này các bạn ạ, nước chấm thật sự là rất là đậm đà luôn, thoang thoảng một chút cái hương thơm của cái vị thuốc bắc. Vâng.
Cái này thì về cơ bản là người ta hầm cũng đã chín rồi đấy, người ta hầm đã chín rồi, sau đó bây giờ mình chỉ việc ăn thôi. Mời các bạn nhé. Các bạn nhìn cái phần bì rất là dày luôn, ăn nó giòn. Cái nước này là hầm bằng bia nên ăn nó có cái độ ngọt. Mà cái bia này thì là bia Ly Quan, bia Ly Quan của Trung Quốc nó có hai loại, một loại xanh một loại vàng. Mà làm lẩu các bạn mà dùng bia vàng này quá chuẩn luôn. Thực sự với các bạn là món của Trung này thì độ am hiểu của mình biết ít hơn. Mình chỉ đưa ra được những nhận xét mà quan điểm cá nhân của mình là cái nhất. Cái thứ hai là mình ăn thấy sao thì mình chia sẻ vậy thôi các bạn nhé. Nó nhừ nhũn ra rồi. Chấm lên chấm. Thì anh em mình nhá, nếu mà đi đúng thì nhậu là cái dặm mấy cái gì mà các bạn nhá. Sao nó cũng buồn thực thế giới là vậy. Các bạn ạ, ăn phê sướng. Ra ngồi đây uống bia xong này gặp chân nữa. Ê, trướng. Vui đấy. Lời ăn nét xịn một đấy ạ. Nè, mình thích ăn uống lắm đấy. Ngon quá. Này, có em đi ăn đây. Trong mồm nồi lẩu nó nghiên cứu. Tôi vào các bạn. Cái này em biết quán này qua cái thông tin nào? Qua thằng bạn em ạ. Qua thằng bạn em. Không biết là em đi đường qua đây em thấy quán này đông thì em rủ bạn em đi vào. Nói chung là lần đầu đến quán thì em thấy đồ ăn đây là khá là được anh ạ. Về cơ bản thì đồ ăn cũng tương đối phong phú, ngon, sạch sẽ, mát mẻ.